Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần nên khu vực vùng biển từ Bình Định cho tới Bình Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa dông mạnh nên không thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi. Dự báo trong 2-3 ngày tới, các vùng biển phía Bắc gió thịnh hành theo hướng Đông đến Đông Nam với cường độ trung bình. Tuy nhiên lưu ý là mưa dông mạnh thì cũng lan đến khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển của quần đảo Hoàng Sa. Cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông gây nguy hiểm trong hoạt động hàng hải trên khu vực này. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, cũng như vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, phía Tây, khu vực Vịnh Thái Lan, tiếp tục có mưa dông kèm theo gió Tây Nam hoạt động mạnh. Nhìn chung, thời tiết và tình trạng biển không ủng hộ cho việc lưu thông của hoạt động của tàu thuyền. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, khu vực này sẽ thịnh hành hướng gió Đông đến Đông Nam có cường độ đạt khoảng cấp 4, nên tình trạng biển diễn ra bình thường với những con sóng chỉ dao động từ 0,75 đến 1,75 mét. Mưa rào và dông thì vẫn tiếp tục xảy ra về đêm và sáng, nên tàu thuyền cần chú ý về tầm nhìn giảm thấp, kèm theo hiện tượng gió giật trong cơn dông. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không có sự khác biệt nhiều so với vùng biển phía Bắc. Tại khu vực này, gió cũng duy trì theo hướng Đông Nam với cường độ trung bình, nên sóng biển có độ cao dưới 2 mét. Tình trạng nhiều mây và có mưa dông vẫn xảy ra rải rác nhưng chủ yếu xuất hiện về đêm và sáng, nên thời tiết trong ngày sẽ ít gây trở ngại trong hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Gió thổi theo hướng Đông Nam nhưng cường độ cũng chỉ đạt khoảng cấp 3 cho tới cấp 4, nên tình trạng biển bình thường, sóng biển dao động từ 0,5 cho tới 1,5 mét. Thời tiết cũng ổn định hơn các vùng biển còn lại khi mưa dông không xuất hiện trên diện rộng mà chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Tầm nhìn xa duy trì trên 10 km. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Do vùng mưa dông lan dần lên phía Bắc nên trong 2-3 ngày tới tại đây được cảnh báo có thời tiết xấu với mưa dông xảy ra nhiều nơi. Gió thổi chủ yếu theo hướng Tây Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, có lúc đạt tới cấp 5, có thể đạt tới cấp 6, cấp 7 trong cơn dông. Tàu thuyền nhỏ cần hết sức lưu ý và chủ động phòng tránh an toàn. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo. Trong 3 ngày tới, những đám mây đối lưu tiếp tục gây mưa dông mạnh trên khu vực này, kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7 nên không an toàn trong hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực biển này. Từ ngày 29 tháng 5 thì mưa dông giảm hơn về cường độ, tuy nhiên tầm nhìn còn bị hạn chế và hiện tượng gió giật thì vẫn có thể xảy ra, đặc biệt trong thời điểm chiều tối nên bà con cần hết sức chú ý. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Dự báo trong 2-3 ngày tới, khu vực này vẫn duy trì mưa dông mạnh cùng với gió Tây Nam đạt khoảng cấp 5 đến mức cấp 6 và giật cấp 7 trong cơn dông nên sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Sang đến ngày 29 tháng 5, mưa dông giảm nhưng nhìn chung thời tiết vẫn chưa ủng hộ trong hoạt động của tàu thuyền ra khơi. Vùng biển Vịnh Thái Lan, do cùng nằm trong trường gió Tây Nam hoạt động mạnh nên trong khoảng 3 ngày tới tại đây, những đám mây dông vẫn liên tiếp hình thành và cho mưa dông mạnh kèm theo hiện tượng lốc xoáy gió giật cấp 6, cấp 7. Và cũng từ ngày 29 tháng 5 thì cường độ gió giảm hơn 1 cấp, tuy nhiên mưa dông vẫn xảy ra nhiều nơi nên tiếp tục không an toàn trong hoạt động hàng hải. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong 2-3 ngày tới, gió trên khu vực này hoạt động ở mức cấp 5 nên sóng biển có thể cao trên 2 mét và vùng mưa dông mạnh thì cũng có xu hướng lan dần tới khu vực biển này. Trong cơn dông cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc xoáy gió giật gây nguy hiểm trong hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Xuống tới khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho tới 15 độ Vĩ Bắc, dự báo từ nay đến ngày 28 tháng 5 thì do tác động của đới gió Tây Nam mạnh nên thời tiết nơi đây khá xấu. Những đám mây dông tiếp tục phát triển và cho mưa dông mạnh trên khu vực này. Khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm thấp kèm theo hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông nên không an toàn trong hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Phải từ ngày 29 trở đi, mưa dông và gió giật mới có xu hướng giảm dần trên vùng biển này. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Chân, đảo Song Tử Tây. Trong 2-3 ngày tới thì tại đây tiếp tục là vùng biển cần được cảnh báo với mưa dông xảy ra nhiều nơi. Gió Tây Nam hoạt động mạnh với cường độ cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7, biển động cùng với sóng cao gây nguy hiểm. Do vậy các tàu thuyền, nhất là những tàu có tải trọng nhỏ, không nên ra khơi để đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.